Giờ cái bộ này nè là cái bộ nó quan trọng lắm nha. Bây giờ mình thử được bóng đèn LED luôn. Đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nối tắt hai cái này lại. À, dây 220. Cái dây lửa với dây nóng nối lại nhau để nó qua cái bóng đèn này. Để mình sửa cho nó lẹ. Đây là cái bóng đèn rạng đông, một cái bệnh rất là lạ. À, mà nó cũng là rất là quen thuộc đối với người sửa nhưng mà người dùng thì nó hơi lạ. Thì bây giờ nè mình sẽ thử qua đây nha. Chưa có bật cầu dao nha. Giờ mình bật cầu dao ra mình lắng nghe nó coi nó già rồi. Nó mục đến nỗi cỡ cỡ đó luôn đó các bạn. Rồi, vậy thì mình bật lên đi nha các bạn. Bật lên nha. Để che lại nó sáng quá nó không thấy được. Nghe tiếng không các bạn? Nó chớp chớp mà nó nghe tiếng đó. Đó. Như vậy thì nó bị cái gì các bạn biết không? À, đố các bạn đó. À, mình sẽ cho 1 phút các bạn suy nghĩ coi cái này nó bị cái gì. À, thấy không? Nó kêu rẹt 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 nè, các bạn để xuống này, các bạn kia nè. Nó kêu giống như đánh lửa đó các bạn, giống như mình bị đánh lửa đó, nhưng mình lật lên thử coi nè. Mình lật lên thử coi nó có bị đánh lửa không. Mình nhìn mình quan sát nè. Mình quan sát mình không thấy cái nào đánh lửa hết. Mình kiếm coi cái nào đánh lửa. Rồi. Đó. Giống như đánh lửa đúng không? Cái trường hợp này bóng đèn này rất là nguy hiểm nha các bạn ha. Tại sao nó nguy hiểm? Tại nó đánh lửa ra là nó sẽ bị cháy thiết bị của chúng ta, mình bị cháy dây dẫn luôn, thậm chí là nó không đủ này nó mới chết này ha. Rồi bây giờ mình sẽ sửa như thế nào? Đầu tiên á, nó có 2 cách sửa. Một là mình kiểm tra cái đánh lửa dưới cái chu điện. À, nó lên đây nó có phải đánh lửa hay không? Mình là mình câu điện trực tiếp vào đây nha. Câu điện trực tiếp vào đây để mình coi nó còn chớp, nó còn đánh lửa hay không, còn kêu hay không. Là nó hết kêu là có nghĩa là mình sửa được xong cho khách rồi. Hoặc là mình sửa xong cái bóng đèn này ha. Còn nếu mà nó còn chớp vậy nữa thì các bạn thay cái tụ này, nó đánh lửa trong cái tụ. Bây giờ mình lắng nghe mình đâu có biết được cái nào là nó đánh lửa đâu. Mình quan sát mà không thấy cái nào đánh lửa hết. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ nè, mình đang nghi ngờ nó là gì? Cái chuôi này nó bị đánh lửa. Rồi mình tắt đèn nha. Rồi. Tắt đèn, bây giờ mình gỡ này ra. Sửa điện là các bạn phải biết phân tích nha, biết phân tích nó. Rồi bây giờ mình để mình bỏ cái chuôi này luôn nha các bạn. Chuôi nhìn thấy còn đẹp trai ha, nhưng mà nhiều khi đẹp trai thì chưa hẳn đã ngon nha. Bây giờ mình bỏ luôn cái này luôn. Bỏ luôn. Rồi rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Nên cái bộ của các bạn thấy không, cái bộ này ok ha. Rồi mình sẽ chế cái bộ này lên để bán cho các bạn luôn ha. Các bạn nào làm biếng làm á, các bạn sẽ mua về tự làm luôn. Hay lắm, bộ này hay lắm, mình xử được nhiều thứ. Rồi bây giờ mình câu vô nha. Nếu nó hết đánh lửa là ok, là mình giao được khách hàng rồi, hoặc là mình đã sửa được cái bóng đèn ha. Còn nếu mà nó còn đánh lửa thì thôi, mình coi sửa phần khác. Nhưng mà cái bệnh này thì 100% là 99,9% là do nó đánh lửa cái chuôi đó. Còn phần trăm lại thì để mình suy xét nó ha. Rồi bây giờ có rất là nhiều video mình đã đăng cho các bạn rồi. Đó là sửa bóng đèn bằng cái hụt quẹt, sửa bóng đèn bằng mọi thứ mọi nơi, lên núi vẫn sửa bóng đèn được ha. Nên mình tự tin là mình sửa bóng đèn nha các bạn ha. Các bạn phải tự tin. Rồi bây giờ mình bật lên nè các bạn. Bật lên nha. Rồi. Mở nha các bạn. 1 2 3. Rồi, đèn của mình nó không còn chớp, không còn gì nữa hết. Ha, các bạn thấy đơn giản nhẹ nhàng không? Nghĩa là nó đánh lửa là do cái này. Nha. Nhiều khi mình đi lên hay mình đi sửa mình đo cái này, mình đo tùm lum đủ thứ nó chết chóc như thế nào không biết, nhưng mình quan sát là mình thấy à, thì ra là cái này nó cũng bị nè. Chứ đừng có vô mà mạch điện mà mình sửa tùm lum cho là cái bắt đầu nó không hư mà nó trở thành hư. Nó trở thành hư rồi sao? Cái cuối cùng nó hư cái này cái mình không biết, cái mình quăng nó sụt rác. Nhiều khi các bạn nó đậu xanh đậu đỏ đập nó luôn. Rồi như vậy thì mình đã hết thấy hết nghe tiếng rồi các bạn ha. Bóng này còn xài được vài năm nữa ha. Rồi, ok vài năm nhưng mà mình lúc mình tắt lúc nghỉ nha. Chứ còn để lâu quá nó cũng mau hư. Còn thấy không? Ok không? Đâu còn nghe tiếng gì nữa đúng không? Rồi như vậy thì video này xứng đáng cho các bạn cho một like được không nè? Hãy bấm một like cho mình nha. Ok, nếu là bạn là người mới đến kênh học từ học nghề lập nghiệp để biết được nhiều bài học nha. Rồi các bạn nào mà muốn học mà cầm tay chỉ việc á, học trong vài tháng để ra biết sửa máy á, thì các bạn hãy khăn gói lên đường tại thành phố Cầu Lãnh nha. Mình đang mở một cái khóa đó, đó cũng đang có nhiều học viên đây đang học đây nè ha. À, nhiều khi các bạn biết được tăng to là cái gì, là cái gì, tụ là cái gì, nhưng mà nhiều khi á, học ở thầy thì nó hay hơn, trực tiếp hỏi và thí nghiệm. À, có máy có đồ để là mình làm luôn, trong vài tháng có thể mình biết mình sửa được. Thì ok, xin tạm biệt các bạn nha, bye bye. Nhớ cho mình một like nha các bạn. Rồi đem về cho ông anh đi ha, rồi coi kêu ông xem cái video này luôn.
22 luôn đúng không? Đồng này vô 22 luôn, trực tiếp luôn. Rồi về giao cho ông anh đi. Câu ghim vô lụm mà. Lụm ha. Nhưng mà cái đó về chế lại sau đó chế. Kệ còn cái miếng nhôm nữa kìa. Lấy miếng nhôm nữa kìa. Đây đang cái miếng nhôm đó. Rồi. Rồi bây giờ vô học bài đi, vô giờ vô học đi, tranh thủ. Rồi ok.